5 lợi ích của việc chống đẩy đàn ông nên làm mỗi ngày. Nếu biết được những lợi ích của việc chống đẩy, có lẽ bạn sẽ chăm chỉ tập luyện bộ môn này mỗi ngày. Chống đẩy là bài tập rất phổ biến, nó không chỉ dễ thực hiện, không cần dụng cụ tập mà có thể tập một lúc nhiều nhóm cơ, mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tất nhiên, để đạt được những kết quả như mong muốn, bạn cần tập chống đẩy mỗi ngày, cố gắng biến nó thành một thói quen. Tùy theo thể trạng từng người, bạn tự quyết định số lượng chống đẩy mỗi ngày, tốt nhất vẫn nên ở mức 100 cái trên ngày. Trong trường hợp quá mệt do tập luyện, bạn nên dừng lại nghỉ ngơi và thay thế các bài tập khác. Còn sau đây là 5 lợi ích của việc chống đẩy mỗi ngày. 1. Tăng cường sức mạnh cơ bắp. Chống đẩy là một bài tập kết hợp, có thể tập cùng một lúc nhiều nhóm cơ. Cùng một động tác như ngực, cơ tam đầu, cánh tay, vai cũng được tập luyện. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và sức lực khi không phải tập riêng từng nhóm cơ. Ngoài ra, cơ bụng, cơ lưng dưới cũng tác động giúp cơ thể giữ thăng bằng trong quá trình chống đẩy. 2. Cải thiện sức khỏe tổng quát. Chống đẩy đóng vai trò là một bài tập hỗ trợ khả năng thăng bằng của cơ thể, đồng thời cải thiện hệ thần kinh trung ương, có lợi cho xương chắc khỏe và sự linh hoạt của các khớp. Ngoài ra, nó cũng có thể thúc đẩy lưu thông máu và sự phát triển của dây chằng. 3. Kiểm soát cân nặng. Cho dù bạn muốn duy trì cân nặng hiện tại hay muốn giảm cân, việc tập thể dục mỗi ngày nói chung và chống đẩy nói riêng có thể giúp bạn đạt được những mục tiêu nhanh hơn. Chống đẩy là động tác tập luyện không yêu cầu sử dụng dụng cụ hỗ trợ, dễ dàng thực hiện ở bất cứ nơi đâu, có thể nói rằng rất thuận tiện trong việc đốt cháy mỡ thừa. Ngoài ra, những bài tập có thể tập nhiều nhóm cơ cùng một lúc sẽ tiêu hao nhiều calo hơn những bài tập chỉ tập một nhóm cơ. 4. Tái tạo năng lượng. Khi bạn cảm thấy bơ phờ, mệt mỏi, việc tập chống đẩy có thể giúp bạn tái tạo năng lượng nhanh hơn. Bài tập này thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, giải phóng năng lượng, đánh thức não bộ, tinh thần minh mẫn, từ đó làm việc hiệu quả hơn. 5. Tăng mật độ xương tự nhiên. Tuổi tác càng tăng sẽ khiến mật độ xương suy giảm, tỷ lệ loãng xương và gãy xương ngày càng tăng. Trong đó, tập chống đẩy là một trong những cách giúp duy trì xương chắc khỏe. Chống đẩy không chỉ tăng cường sức mạnh cho các nhóm cơ chính của cơ thể mà còn giúp cho xương khuỷu tay và cổ tay chắc khỏe, từ đó giảm thiểu khả năng chấn thương cho từng bộ phận này. Còn sau đây là một số lưu ý khi tập chống đẩy tránh rơi vào hai trường hợp này. Mất cân bằng cơ bắp. Việc chống đẩy thường xuyên có thể dẫn đến mất cân bằng cơ bắp. Một số người vì muốn tập ngực nở nhanh nên chỉ tập trung vào mỗi việc chống đẩy, dẫn tới bỏ bê tập các nhóm cơ khác. Mặc dù việc chống đẩy có tác động tới nhiều nhóm cơ cùng một lúc, nhưng bạn vẫn nên chú ý tới việc thêm các động tác khác. Không đủ thời gian để cơ thể phục hồi. Đối với những người khi mới bắt đầu tập chống đẩy, thường sẽ đau nhức các cơ khớp do chưa quen. Họ cần thời gian để cơ thể phục hồi và thích nghi dần. Tốt nhất khi mới bắt đầu tập luyện, bạn nên tập 2-3 lần trên tuần, sau đó tăng dần lên. Xét cho cùng, ngay cả đối tượng vận động viên chuyên nghiệp, hồi phục là một phần thiết yếu của quá trình tập luyện. Những điều cần chú ý khi tập chống đẩy. Việc đảm bảo bản thân tập đúng cách không chỉ giúp tránh được chấn thương mà còn giúp việc tập hiệu quả hơn. Tập đúng tư thế. Bạn cần đảm bảo toàn bộ lưng nằm trên một đường thẳng, không cong thắt lưng, hai bàn chân dạng ra rộng bằng vai, giữ khuỷu tay gần cơ thể, không để hông chạm đất, giữ độ cao gần bằng vai. Hít thở đúng cách. Bạn cần đảm bảo rằng hít vào khi hạ thấp cơ thể xuống và thở ra khi nâng lên. Ban đầu có thể khó nhớ, vì vậy cố gắng nhắc nhở bản thân bằng cách gọi ra khẩu hiệu hít vào thở ra khi thực hiện động tác. Tập từng bước một. Khi mới tập, bạn nên tập theo khả năng của mình, sau đó tăng dần lên. Mỗi hiệp chống đẩy nên được nghỉ ngơi sau đó khoảng 1 phút. Bạn cần duy trì lần suất tập 2-3 lần trên tuần. Sau đó, được cải thiện, có thể tăng dần số lượng chống đẩy chuyển sang tập hàng ngày. Thay đổi hình thức chống đẩy. Sau khi đã quen với cường độ tập, bạn có thể cân nhắc tập thêm những động tác chống đẩy khó hơn như nâng cao chân, chống đẩy bằng một chân, bằng một tay. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về động tác chống đẩy. Và bạn nào đang có nhu cầu muốn mua dụng cụ hỗ trợ cho việc chống đẩy một cách tốt hơn thì hãy click vào đường link dưới mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.
I'm drowning in something and I can't come out.